test mẫu lọc Pioneer 3.5 cho anh khách hàng ở Hưng Yên. Đây là một mẫu lọc mà có tên tuổi của dòng Pioneer. Lọc này lọc cần gạt, mã là 3.5. Lọc có hai chế độ đường vào nha. Nút có lọc và không có lọc. Sáng đèn là có lọc và một đường vào, còn lại là đường tép. Lọc có hai đường vào, là đường line, đường tép. 7 cần gạt cho một vế loa. Chỉnh rất dễ. Đường vào line, đường xuất âm thanh chỉ có một đường vào tép bên này. Có nghĩa là hai đường vào ở hai đầu hai bên. Đó, chỉ có một đường ra. Series 5247 100V và 220V. Đang để điện 220. Những sản phẩm có đa cầu điện thì tốt nhất là mình để điện 220, bởi vì khi đó mình đỡ lo cắm nhầm. Xin cảm ơn anh em.